Bích Phương kính chào quý vị đến với bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 9 2019, gồm tin đặc biệt về cố vấn an ninh quốc gia. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phần đầu của bản tin đặc biệt với Võ Thành Nhân. Kính thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có một cái bản tin rất là nóng, bản tin mới nhất từ tờ Bà Đốc sáng hôm nay, mà chúng tôi cũng được biết là từ tối hôm qua thì đã có những cái liên hệ mật thiết giữa ông Tổng thống Donald Trump và ông John Bolton về vấn đề mà ông John Bolton phải bắt buộc phải resign vào cái ngày sáng hôm nay. Thì ngay cái sáng hôm nay thì sau khi mà ông John Bolton trả lời cho ông Tổng thống Donald Trump là ông sẽ resign thì ông Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là cảm ơn ông John Bolton. Và cái sự việc ông John Bolton mà từ chức như vậy đó thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với nền an ninh quốc gia, và nó có ảnh hưởng như thế nào trong tương lai, và đặc biệt vấn đề Biển Đông thì cái vai trò của ông John Bolton, chúng ta biết rằng ông ta rất là bênh vực cái quyền lợi của người Hoa Kỳ trong vấn đề tự do hàng hải ở tại Biển Đông, cũng giống như không chấp nhận cái sự lấn áp của Trung Cộng tại vùng lãnh hải mà đặc biệt chúng ta gọi là Biển Đông của nước Việt Nam chúng ta, cũng giống như là của các nước Đông Nam châu Á. Và sau đây là chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc tiếp xúc của chúng tôi với lại nhà báo Phạm Trần. Kính thưa ông Phạm Trần, khi mà chúng ta nhận được cái tin của ông cố vấn về an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump vừa từ chức sáng hôm nay, thì cái nhận định của ông như thế nào về cái vai trò của người cố vấn an ninh quốc gia vậy thưa ông? Vâng, thưa, cảm ơn nhân đã có nhà ý hỏi tôi cái vai trò của người cố vấn an ninh quốc gia trong một ông tổng thống, nhất là tổng thống Hoa Kỳ, là rất là quan trọng. Vì ông ấy là cái người giữ cái vai trò chỉ dẫn cũng như là khuyên bảo cũng như là đưa ra những ý kiến về vấn đề an ninh quốc gia để trình với Tổng thống, đề nghị với Tổng thống áp dụng hoặc là đề nghị với Tổng thống bác bỏ hoặc là đưa ra những cái đề nghị, những biện pháp để bảo vệ an ninh cho nước Mỹ. Đấy là cái vai trò chính của người cố vấn an ninh quốc gia trong một vị Tổng thống đó thưa anh. Nhưng mà cái liên hệ của ông John Bolton với lại tất cả những cái hệ thống tình báo và hệ thống an ninh quốc gia của Hoa Kỳ như thế nào vậy thưa ông? Cái thủ tục của nước Mỹ về vấn đề an ninh quốc gia là nó như thế này. Thứ nhất là mỗi một buổi sáng thì ba cơ quan có nhiệm vụ phải thuyết trình cho Tổng thống. Cơ quan thứ nhất là FBI, tức là cơ quan về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, điều tra an ninh quốc gia của nội bộ Hoa Kỳ. Cái cơ quan thứ hai là CIA, là cái cơ quan đó là cơ quan báo cáo tình hình an ninh thế giới cho Tổng thống Mỹ. Cái cơ quan thứ ba là tình báo của Bộ Quốc phòng, báo cáo về an ninh quốc phòng ở trên toàn thế giới cũng như là trong nước Mỹ cho ông Tổng thống. Nhưng mà trước khi ông Tổng thống được nghe đó, thì cái ông cố vấn an ninh này là cái người đầu tiên đọc những cái hồ sơ báo cáo tối mật đó của ba cơ quan kia, và sau đó cùng với ba cơ quan đến phòng bầu dục họp với Tổng thống vào một buổi sáng, thường thường là diễn ra vào lúc 9 giờ sáng. Sau khi đã chuẩn bị xong thì ba cái cơ quan kia thuyết trình và ông cố vấn an ninh quốc gia đưa ra ý kiến cũng như là đưa ra những đề nghị hoặc là trả lời những câu hỏi của ông Tổng thống. Vì vậy cho nên là cái vai trò cố vấn an ninh quốc gia cho một Tổng thống, nhất là Tổng thống Mỹ, rất là quan trọng, bởi vì Tổng thống Mỹ được coi như là Tổng thống toàn cầu, và cái cơ quan an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, mà đặc biệt là ông cố vấn, được coi như là cái người đứng hàng thứ hai về vấn đề an ninh của nước Mỹ, thành mà an ninh của nước Mỹ tức là an ninh của thế giới, cho nên cái vai trò của người cố vấn an ninh quốc gia rất là quan trọng. Như vậy cái vai trò của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vai trò của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và vai trò của ông Cố vấn An ninh Quốc gia của Phủ Tổng thống, ba cái người đó có thể là đứng một cái thế chân vạc ở trong vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ không vậy? Điều đó rất đúng. Điều đó rất đúng là bởi vì ba cái người đó phải hợp tác và liên lạc chặt chẽ với nhau. Thứ nhất là ông Bộ trưởng Ngoại giao, thứ hai là ông Bộ trưởng Quốc phòng, và thứ ba là người Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống. Ba người này là ba cái chân vạc cũng như là kiềng ba chân để mà giữ vững cái nền an ninh của quốc gia Hoa Kỳ, cũng như là báo cáo tất cả những cái tin tình báo chính xác, không những là tình báo về quân sự, tình báo về chính trị, tình báo về khủng bố và cả tình báo về vấn đề kinh tế tài chính
của nước Mỹ, cho nên rằng là đôi khi có những cái báo cáo của Bộ Tài chính hay là của Ngân hàng Ngân hàng Thế giới thì cũng phải qua ba cái cơ quan này, và cái ông Bộ trưởng Tài chính là cái người thay mặt nhưng mà không giữ vai trò chính trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, mà chỉ đóng góp những tài liệu hoặc là khi được hỏi thì báo cáo cái tình hình về an ninh tài chính cũng như là an ninh kinh tế cho Tổng thống mà thôi. Và có người cho rằng là ông Joe Biden này là một cái người cực hữu. Ông suy nghĩ như thế nào về ông Joe Biden vậy, thưa ông? Ông nhận định? Ông John Bolton là cái người nổi tiếng diều hâu số 1 của nước Mỹ, số 1 của Đảng Cộng Hòa về vấn đề an ninh quốc gia. Ông ấy là cái người không thích các cái chế độ độc tài. Ông ấy là cái người chống đối triệt để những chính phủ độc tài và vi phạm tất cả những cái quyền con người tiêu biểu như là Bắc Hàn, Ba Tư tức là Iran, Syria và kể cả Iraq. Tất cả những cái chính phủ đó đều đã bị ông John Bolton đề nghị nước Mỹ phải ném bom, phải tiêu diệt các cái chính phủ đó và phải thay các cái chính phủ đó bằng những chính phủ dân chủ và có những cái hoạt động phù hợp với nền văn hóa của Tây Phương, tức là phù hợp với cái chủ trương của nước Mỹ là không thể chấp nhận một chính quyền độc tài. Ông ấy là cái người bác bỏ mọi đề nghị nói chuyện với các chính phủ độc tài. Vì vậy cho nên là trong cái cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Donald Trump với lãnh tụ của Bắc Hàn ở tại Hà Nội hay là tại Singapore đó, thì có những cái tin cho biết là ông John Bolton đã không được tham khảo ý kiến, mà nếu có tham khảo ý kiến và đưa ra ý kiến thì ông Donald Trump cũng không nghe, là vì ông John Bolton là người bác bỏ mọi cái sự liên lạc và nói chuyện với Kim Chính Nhân, tức là Kim Jong Un của Bắc Hàn bây giờ. Ông cũng chủ trương là phải lật đổ chính quyền Ba Tư, tức là chính quyền Iran, và hủy bỏ những cái thỏa hiệp về vấn đề nguyên tử như là ông Donald Trump đã làm. Và cái thỏa hiệp đó là được Liên hiệp Âu Châu, Liên Hợp Quốc cũng như là chính quyền của Tổng thống Dân chủ Barack Obama đã thỏa thuận, và ông Donald Trump đã phải ngả theo ý kiến của ông John Bolton. Kể cả vấn đề Syria, ông John Bolton cũng muốn lật đổ chính phủ Assad, và ông John Bolton cũng không có đồng ý là theo đuổi cái chính sách mập mờ, không có rõ ràng ở tại Libya. Thành ra ông là người tiêu biểu cho cánh diều hâu, mà cánh diều hâu này là cánh diều hâu có thể tạm gọi là Pakistan, là để dùng bạo lực để lật đổ chính quyền, tức là đi trái lại với cái chính sách của Hoa Kỳ là không can thiệp nội bộ vào nội bộ của các nước khác. Nhưng mà ông John Bolton là cái người không có care cái chuyện đó, miễn là thực hiện được cái ý định của mình là lật đổ, phải lật đổ những cái chính phủ độc tài, phải lật đổ những cái chính phủ mà bảo lãnh cho những cái quân khủng bố để chống lại thế giới và đặc biệt là chống lại Hoa Kỳ. Và khi mà chúng ta nói về Biển Đông thì cái lập trường của ông Joe Bolton như thế nào vậy, thưa ông? Ông John Bolton là cái người rất là cứng rắn, và ông John Bolton đã đưa ra một cái lời tuyên bố là Hoa Kỳ khi mà được nhà báo hỏi về vấn đề lộn xộn ở Biển Đông trong cái thời gian vừa rồi, là trong cái vụ mà Tư Chính đó, và nhiều cái vụ khác nữa, tức là cái sự bành trướng quân sự cũng như là bồi đắp các cái đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm được của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa để thành những cái căn cứ quân sự đó, thì ông John Bolton nói rằng là chính sách của Hoa Kỳ là tiếp tục hợp tác với các chính quyền địa phương, các nước địa phương để mà tìm kiếm dầu hỏa ở tại Biển Đông, cũng như là bảo vệ nền an ninh của hàng hải cũng như là hàng không trên không vận của Biển Đông, dù là Trung Quốc có muốn hay không. Thành ra ông John Bolton là cái người muốn Hoa Kỳ có đầy đủ sức mạnh để đương đầu và đối mặt trực tiếp, trực diện với Trung Quốc. Ông John Bolton là cái người rất thẳng thắn về vấn đề đó. Nhưng mà ông Tổng thống Donald Trump cho đến bây giờ thì tôi chưa thấy có một cái chính sách rõ rệt gì về vấn đề Biển Đông. Nhưng ngược lại, ông John Bolton là cái người rất rõ ràng. Ông nói là một là chơi với Trung Quốc, Trung Quốc phải tuân thủ các luật pháp quốc tế, hai là không chơi với Trung Quốc. Cái điều đó rất là rõ ràng về cái quan điểm của ông John Bolton đối với vấn đề Biển Đông đó, thưa anh. Dạ.
Xin được rất là cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã cho những cái tin tức rất là quý báu, và ngày hôm nay cái bản tin này rất là lớn cho nên xin được cảm ơn thời gian của ông, mặc dù ông tới studio không được nhưng mà những cái tin tức này hy vọng là sẽ cập nhật vào ngày mai để mà chúng ta có thêm những tin tức mới nhất, biết ai là cái người sẽ thay thế ông Joe Biden và cái hướng đi sắp tới của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Phạm Trần. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.